Chỉ số Dow Jones thứ hai xuống 1031 điểm, thứ ba xuống 879 điểm, thứ tư xuống 123 điểm, thứ năm xuống 1190 điểm và thứ sáu xuống 357 điểm. Trong vòng chỉ có một tuần, các bạn thấy là chỉ số Dow Jones đã xuống 3580 điểm, có nghĩa là 12% trong vòng chỉ có 5 ngày. Thì câu hỏi bây giờ là còn xuống thêm bao nhiêu nữa? Và đương nhiên chúng ta đang nói tới thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ các bạn cũng đã nhớ là tài liệu liên quan tới dịch bệnh đã bắt đầu có từ đầu năm nhưng mà thời điểm đó thì thị trường chứng khoán của hoa kỳ vẫn tiếp tục tăng lên bây giờ cũng là tài liệu liên quan dịch bệnh nhưng mà thị trường chứng khoán của hoa kỳ lại đi xuống thì chuyện gì đã xảy ra cái điều khác biệt là ở thời điểm đầu năm thì dịch bệnh vẫn chưa ảnh hưởng đến cái chuỗi cung ứng toàn cầu nhưng mà bây giờ đã có cái sức ảnh hưởng rất lớn đối với cái sự lưu thông hàng hóa cũng như là người dân tiêu thụ hàng hóa và các dịch vụ thì đừng hỏi các bạn là các bạn đã lên kế hoạch để mà đi du lịch kế tiếp hay chưa nhất là đi du lịch ngoài nước tôi nghĩ là nhiều bạn sẽ trả lời là chưa vì lo lắng tới dịch bệnh nếu như hỏi các bạn là các bạn dạo này có đi ra ngoài mua sắm như là trước đó hay là không tôi nghĩ là nhiều bạn sẽ trả lời là không có nhiều bằng trước đó cũng vì liên quan tới dịch bệnh những điều này các bạn thấy là làm cho ảnh hưởng rất nhiều đến với kinh tế của nhiều công ty ảnh hưởng đến thu nhập của các công ty khiến cho cổ phiếu đi xuống. Những công ty nhỏ hơn ở những nước mà bị thiệt hại trực tiếp như là ở Trung Quốc thì có khả năng phá sản nếu như mà người dân không tiếp tục tiêu thụ hàng hóa cũng như là dịch vụ. Thì có nhiều người hỏi thuận là tại sao thường chị nói riêng về thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ các nước khác thì như thế nào? Thì có hai lý do. Lý do đầu tiên là thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ là một thị trường chứng khoán quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại. Tại vì những người mà đầu tư vào thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ là không chỉ riêng người Hoa Kỳ mà cả thế giới tiền đổ vào thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ để có lợi nhuận cao hơn cũng như là có được cái sự ổn định và an toàn cao hơn so với các thị trường chứng khoán khác. Cho nên những gì mà xảy ra ở trên thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ là không chỉ là phản ánh riêng về cái tầm nhìn của những nhà đầu tư của Hoa Kỳ mà cũng phản ảnh được rất nhiều tâm nhìn của các nhà đầu tư trên thế giới. Đó là điều đầu tiên, điều thứ nhì là thuận sóng ở Hoa Kỳ. Và nhiều bạn cũng đã biết là làm việc trong ngành tài chính cho nên sự hiểu biết về thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ sẽ cao hơn so với các thị trường chứng khoán khác. Và khi các bạn thấy được thị trường chứng khoán cứ liên tục đi xuống thì bây giờ câu hỏi là tiền đổ về đâu? Đổ về trái phiếu, đổ về vàng, đổ về bạc hay là đổ về Bitcoin? Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ nói tới hai điều Điều đầu tiên đó chính là liên quan tới thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ. Bước kế tiếp thì khả năng sẽ như thế nào? Và điều thứ nhì đó chính là liên quan tới Bitcoin. Tại sao tôi nghĩ là thời điểm này là thời điểm quan trọng nhất mà Bitcoin phải chứng minh được giá trị thực sự đối với các nhà đầu tư là như thế nào? Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như các bạn thích video này hay là các video tương tự thì bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Một câu hỏi mà nhiều người rất quan tâm tới là thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ có tiếp tục xuống hay là không và nếu xuống thì còn xuống được bao nhiêu? Thì để nói về điều này chúng ta nhìn vào một số tài liệu lịch sử và có hai cái định nghĩa tôi nghĩ là các bạn cần nên biết. Đầu tiên gọi là correction. Khi mà chúng ta nói tới correction có nghĩa là điều chỉnh. Thì một thị trường điều chỉnh là thị trường dao động đi xuống dưới 20% nghĩa là 20% trở lên. Nếu như mà chúng ta thấy một thị trường mà dao động hơn 20% thì gọi là bear market hay là thị trường suy thoái, nghĩa là đi xuống 20% và đi xuống sâu hơn nữa. Thì chúng ta hay nói tới nếu như mà đây cái cuộc đi xuống giá kỳ này là một cái cuộc điều chỉnh giá thì so với lịch sử trước đây là như thế nào? Thì từ đế chiến thứ hai cho tới bây giờ là có 26 đợt điều chỉnh giá trong thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ và trung bình là điều chỉnh 13,7% và sau khi điều chỉnh thì tốn khoảng chừng là 4 tháng mới hồi phục lại. Đợt điều chỉnh gần đây nhất là cuối năm 2018, hồi tháng 9 cho đến tháng 12 năm 2018. Lúc đó thì chỉ số S&P 500 là đi xuống gần như là 20% nhưng mà vẫn xoay quanh cái mức đó cho nên vẫn chưa đi vào cái trạng thái suy si thoái. Thì khi mà các bạn nhìn vào tài liệu lịch sử trước đây thì đây chính là 26 đợt điều chỉnh thì các bạn thấy được là trung bình là khoảng chừng 13,5% và tốn khoảng chừng là 4 tháng mới hồi phục lại. Thì câu hỏi bây giờ là nếu như mà so với lại cái đợt điều chỉnh trước đây thì chúng ta còn có thể đi xuống bao nhiêu và nếu như cái đợt đi xuống giá kỳ này là một cái cuộc điều chỉnh giá thì các bạn thấy được là trong tuần này chỉ số S&P 500 đã đi xuống 11% và chỉ số Dow Jones đã đi xuống 12% có nghĩa là nếu như là một cuộc điều chỉnh thì chúng ta sẽ thấy được còn có thể xuống được khoảng chừng là 2 cho đến 3% và đương nhiên đây chúng ta chỉ tính theo cái chỉ số trung bình và sẽ tốn trung bình là khoảng 4 tháng để hồi phục lại đó là điều đầu tiên. Nếu như mà thị trường tiếp tục đi xuống và đi xuống qua khỏi 20% thì chúng ta nhìn vào lịch sử trước đây thì từ tế chiến thứ hai cho tới bây giờ các bạn thấy được là tổng cộng là có 12 đợt suy thoái của thị trường tài chính của Hoa Kỳ. Đợt gần đây nhất đương nhiên nhiều bạn cũng đã biết đó chính là hồi tháng 10 năm 2007 đến tháng 3 năm 2009 suy thoái liên quan tới bất động sản và tín dụng thì đợt đó các bạn thấy là thị trường đã đi xuống trung bình là 57% và tốn hơn 4 năm mới hồi phục lại, có nghĩa là 4 năm sau thì chỉ số mới trở lại con số cũ. Và nếu như mà chúng ta thực sự là bước vào một cái thời kỳ suy thoái tài chính kế tiếp thì thị trường đi xuống sẽ kéo dài khoảng chừng là 14,5 tháng và tốn khoảng chừng là 2 năm sau đó mới hồi phục lại. Và trên màn hình của các bạn đây chính là tài liệu của 12 hai được suy thoái trước đây và trung bình là đi xuống khoảng chừng 32,5%. Cho nên nếu như mà chúng ta bước vào cái tình trạng suy thoái của thị trường chứng khoán thì Thời điểm bây giờ cho đến cái thời điểm mà đi xuống so với tài liệu trước đây Là có thể đi xuống thêm 20% nữa Và phải tốn trung bình Thường nghĩ là phải hơn 2 năm mới có cái sự hồi phục lại Hy vọng là chúng ta sẽ không bước vào cái thời điểm suy thoái kế tiếp Và thường nghĩ là suy thoái tài chính là một điều rất là bình thường Ở trong một cái chu kỳ hoạt động của thế giới tài chính Nhưng mà thường nghĩ là thời điểm bây giờ vẫn chưa phải là cái thời điểm suy thoái kế tiếp Tại sao? Thường sẽ giải thích một lát nữa Thì khi mà thị trường chứng khoán đi xuống thì tiền đổ về đâu người ta bán cổ phiếu tiền đã đi về đâu có phải đã đi vào bitcoin hay là không thì khi các bạn nhìn vào giá cả của bitcoin trong vòng một tuần qua thì rất rõ ràng là chúng ta không có dẫn chứng cho thấy được là tiền đổ vào bitcoin thậm chí trong vòng một tuần qua thì giá của bitcoin có rất nhiều ngày đã đi cùng một nhịp đối với riêng chứng khoán của hoa kỳ có nghĩa là cũng tiếp tục đi xuống theo khi mà thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ đi xuống thì tiền đã đổ về đâu? Thường nghĩ là một trong những cơ hội rất cao là tiền vẫn tiếp tục đổ vào thị trường vàng. Tuy là các bạn thấy trong vòng một tuần qua thì có một vài ngày vàng cũng đi cùng một nhịp đối với cổ phiếu. Ngay cả hiện tại các bạn thấy là vàng đã đi xuống 3,3% còn 1587 nhưng mà trong thời gian lâu dài thì vàng thường nghĩ là vẫn là một cái mảng đầu tư mà nhiều người cho là an toàn để mà lưu trữ tiền bạc của mình khi mà thị trường không ổn. Tại vì vàng có cái lịch sử lâu đời hơn và đã chứng minh được là một tài sản có thể lưu trữ lâu dài. Nhưng mà khi mà chúng ta nói về Bitcoin thì tại sao tiền lại không đổ vào Bitcoin khi mà thị trường bất ổn? Lý do thì chúng ta cũng đã từng nói tới rất nhiều lần trong nhiều video khác nhau. Thường nghĩ là hiện tại khi mà chúng ta nhìn vào những người nào mà đang lưu trữ Bitcoin thì tôi nghĩ là có hai nhóm lớn một là lưu trữ bitcoin coi như bitcoin là một cái mảng đầu tư có thể đem được lấy lợi nhuận cao và một loại người khác lưu trữ bitcoin là lưu trữ lâu dài tin tưởng vào tương lai của bitcoin tin tưởng vào giá trị của bitcoin sau này nhưng mà bây giờ cái số lượng người mà đầu tư vào bitcoin vì muốn có được lợi nhuận cao hơn thì cái số người đó là nhiều hơn so với cái số người mà lưu trữ lâu dài và nhất là chúng ta nói tới là những người mà lưu trữ số lượng lớn như những cái công ty đầu tư quỹ thác, những cái manager, những cái quản lý quỹ đầu tư thì họ dùng bitcoin tôi nghĩ là như là một bảng đầu tư để có được lợi nhuận cao hơn so với các mã đầu tư khác cho nên chỉ đầu tư khi mà họ cảm thấy thị trường chứng khoán rất là ổn định và rất là tốt và muốn có lợi nhuận cao hơn cho nên chấp nhận nguy hiểm cao hơn đầu tư vào Bitcoin nhưng mà khi mà thị trường bất ổn thì họ sẽ không tiếp tục chấp nhận rủi ro cho nên sẽ bán đi những mảng đầu tư mà họ nghĩ là có cái tính rủi ro cao và trong đó họ nghĩ là có Bitcoin cho nên ảnh hưởng đến giá cả và cái số lượng người mà hodl của số lượng người mà lưu trữ lâu dài hiện tại là không nhiều Tuy nhiên trong tương lai chúng ta sẽ càng ngày càng có nhiều người hơn tin tưởng vào giá trị lâu dài của Bitcoin nhưng mà hiện tại vẫn không đủ để cho Bitcoin có được một cái tính ổn định và có được cái độ an toàn như là một vàng điện tử. Nhưng mà tuy là các bạn thấy là tình hình dịch bệnh rất là xấu ở thời điểm hiện tại và là một cái sự kiện rất đáng tiếc. Nhưng mà trong vòng 11 năm qua thân nghĩ là không có thời điểm nào tốt hơn là thời điểm hiện tại để Bitcoin có thể chứng minh được bản chất của mình có giá trị đối với một nhà đầu tư hay là không. Và để làm điều này, tôi nghĩ là Bitcoin phải chứng minh được một trong hai điều. Điều đầu tiên là giá của Bitcoin có cái xu hướng ngược lại so với giá cả của cổ phiếu như là một vàng điện tử hay là Bitcoin phải chứng minh được là một loại tài sản, một mảng đầu tư mà không có liên quan đến bất cứ một mảng đầu tư nào khác có nghĩa là cái sự lên xuống giá của Bitcoin hoàn toàn không liên quan đến thị trường tài chính hiện tại chỉ một trong hai điều này được chứng minh thì lúc đó Bitcoin mới thực sự là có giá trị đối với những nhà đầu tư tại vì họ sẽ xem xét và để bitcoin vào một trong những phần đầu tư trong chương mục đầu tư của mình lâu dài. Và nếu như mà qua khỏi dịch bệnh này mà bitcoin có thể chứng minh được một trong hai điều đó, một là như là một vàng điện tử, câu hai là cái xu hướng giá cả không có kết nối trực tiếp đối với chuyện tài chính thì lúc đó thì nghĩ là cái số lượng người đầu tư lâu dài những cái quỹ đầu tư sẽ xem xét lại và để bitcoin vào. Giá trị bitcoin sẽ tăng lên, nhưng mà ngược lại nếu như bitcoin không chứng minh được mà bitcoin đi cùng một xu hướng với lại thị trường chứng khoán thì thường nghĩ là giá trị tương lai của Bitcoin đối với những nhà đầu tư sẽ không cao như là chúng ta hy vọng. Tuy nhiên hiện bây giờ các dẫn chứng đều cho thấy được là giá của Bitcoin không có đi theo xu hướng của một tài sản nào. Các bạn thấy được là trong thời gian 3 năm qua từ lúc mà thường bắt đầu làm video cho tới bây giờ thì có khi Bitcoin đi cùng một xu hướng đối với thị trường chứng khoán như là trong vòng mấy ngày qua có khi Bitcoin đi ngược lại với lại thị trường chứng khoán như là khi mà có cái tài liệu liên quan tới căng thẳng chính trị giữa Mỹ và Iran và có khi Bitcoin cũng đi ngược lại xu hướng đỏ với vàng cho nên những dân chứng hiện tại cho thấy được là Bitcoin không phải là một loại tài sản cho nên những dân chứng hiện tại cho thấy được là Bitcoin xu hướng giá cả không liên quan tới bất cứ một mảng đầu tư nào mà nếu như đây là sự thật thì sẽ rất có giá trị đối với những quỹ đầu tư thì nhiều bạn hỏi Thuận là đối với Thuận thì trường chứng khoán của Hoa Kỳ kế tiếp sẽ ra sao chúng ta có thể thấy được cái sự suy thoái toàn cầu hay là không? Thường nghĩ là không ai có thể trả lời được câu hỏi này, tại vì không ai biết được tương lai, nhưng mà ở trên Facebook, tôi có đăng cái tệ 2 ngày, nói là sự kiện liên quan tới dịch bệnh đã khiến cho cổ phiếu đi xuống liên tục 4 ngày. Cổ phiếu càng đi xuống thì tôi cảm thấy là càng hấp dẫn ở thời điểm hiện tại. Tại sao? Thì dựa vào một số điều. Điều đầu tiên là năm nay là một năm mà bầu cử tổng thống. Tôi không nghĩ là tổng thống Trump hay là chủ tịch của Ngân hàng Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ sẽ cho cổ phiếu đi xuống thì nếu như vậy thì chủ tịch của ngân hàng dự trữ liên bang của hoa kỳ và chính phủ hoa kỳ thì có thể làm được những gì thì mình thấy anh thường đã đăng một cái thuyết ngày hôm nay đó chính là những gì mà chính phủ của hoa kỳ và chủ tịch dự trữ liên bang của hoa kỳ có thể làm để mà giảm đi cái sự ảnh hưởng về mặt tài chính của dịch bệnh đó chính là điều đầu tiên liên quan tới kế hoạch hành động chăm sóc sức khỏe chi tiết Điều thứ nhì là các kế hoạch khẩn cấp để đảm bảo các công ty có thể tiếp tục hoạt động trong tình hình xấu nhất, có nghĩa là các nhân viên có thể làm việc tại nhà mà không cần phải ra đường. Thông báo hỗ trợ tài chính của Bộ Tài chính để giúp đỡ các nạn nhân cũng như là để tăng cường thêm mặt tài chính để tiếp tục tìm kiếm một biện pháp về mặt y tế liên quan tới dịch bệnh. Thứ tư đó chính là các gói chiến lược tiền tệ để kích thích thị trường nó đơn giản hơn là bơm tiền vào thị trường thông qua những cách như là chính phủ có thể là mua lại những sản phẩm hay là cho những công ty mượn với cái giá rẻ để tiếp tục hoạt động và không ảnh hưởng đến tài chính sau này và cuối cùng là việc cắt giảm lãi suất khẩn cấp của ngân hàng Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ và hôm qua thì chủ tịch Powell của Ngân hàng Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ đã nói là ông ta sẽ sử dụng mọi biện pháp hợp lý để cứu vãn thị trường và các bạn cũng đã biết là hợp lý ở đây có nghĩa là một là bơm tiền vào thị trường hai là các giảm lãi suất và hiện bây giờ tuy là lãi suất của Hoa Kỳ đã rất thấp nhưng mà ngân hàng dự trữ liên bang của Hoa Kỳ vẫn còn có thể tiếp tục cắt lãi suất cho nên gần đây thường đã mua thêm một số cổ phiếu một điều mà các bạn cần nên biết ở đây là cũng như là Thuận đầu tư vào crypto tôi đầu tư vào cổ phiếu đã rất nhiều năm và trung bình giá cho nên đợt này thường chỉ mua thêm một phần tại vì tuy là thường không biết được tương lai nhưng mà thường nghĩ là năm nay là một năm mà cái cơ hội đi vào thị trường suy thái tài chính là một cơ hội thấp hơn vì đây là một năm mà tranh cử tổng thống và ngân hàng trữ liên bang của Hoa Kỳ vẫn còn có thể tiếp tục các lãi suất và thường nghĩ là tổng thống Trump sẽ gây rất nhiều áp lực cho chủ tịch Powell của ngân hàng dự trữ liên bang của Hoa Kỳ các lãi suất để mà cứu giãn tình hình hiện tại của thị trường chứng khoán và đương nhiên thì chỉ nói tới từ đây đến cuối năm sau khi mà bầu cử tổng thống thì chúng ta phải xem xét lại coi coi là tình hình năm sau có khả năng như thế nào còn về Bitcoin thì sao Bitcoin thì vẫn tiến tới sự kiện Halving Chúng ta bây giờ là bắt đầu tháng 3 Cho nên chỉ còn khoảng chừng 2 tháng nữa là sự kiện Halving sẽ xảy ra Và nếu như mà thị trường chứng khoán tiếp tục đi xuống Đi vào cái thời kỳ bear market cái thời kỳ suy thái tài chính Mà giá Bitcoin có thể tăng lên về sự kiện Halving Thì đây là một dấu hiệu rất tốt là Bitcoin là một loại tài sản Mà không có đi cùng xu hướng đối với chứng khoán Chúng ta phải tiếp tục để chờ trong vòng 2 tháng nữa sẽ có câu trả lời Và đây những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Các bạn có suy nghĩ gì thì hãy chia sẻ ở phía dưới và nếu như bạn là một trader, bạn thích trade margin thì các bạn có thể tham gia sàn NAPX Tham gia sử dụng link của thùng Capital ở phía dưới video này Các bạn có thể điền đơn để được tham gia vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là cái tín hiệu trade miễn phí Trên sàn NAPX các bạn có thể là long đánh lên, các bạn có thể là short đánh xuống Tuy nhiên trade margin có nguy hiểm cao không dành cho những bạn mới tham gia Chỉ dành cho những bạn nào mà đã có kinh nghiệm trading Và trên màn hình của các bạn cũng là cái link đó chính là các video thường làm về sàn NAPX và nếu các bạn muốn giao dịch altcoin, các bạn có thể sử dụng sàn Binance. Sử dụng sàn Binance thông qua link của thuần Capital ở phía dưới, các bạn sẽ được giảm 10%. Sau khi mà các bạn đăng ký thì mỗi lần giao dịch sàn sẽ trả lại 10% vào ví của các bạn. Và ngoài trừ các video, các bạn có thể đọc các tài liệu, các bài viết của thuần Capital trên capital com Và ngoài cho YouTube, các bạn cũng nên đăng ký vào library một nền tảng phi tập trung mà thường cũng đăng các video tương tự để chúng ta không hoàn toàn phụ thuộc vào YouTube. Và thường sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.